Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Búa Liềm Vàng năm 2023 đã nhận được hơn 2.200 tác phẩm dự thi. Phát huy vai trò người có uy tín trong việc củng cố, tăng cường niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng và Nhà nước. Mới đây, tại cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban tổ chức giải cần tập huấn cho các phóng viên để sáng tạo các tác phẩm về những đề tài khó như kiểm soát quyền lực, đưa nghị quyết vào cuộc sống, hướng trọng tâm vào các giải pháp với các góc độ tiếp cận mới. Được phát động từ tháng 3 năm 2023, giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Búa Liềm Vàng năm 2023 đã nhận được 2.216 tác phẩm tham gia, tăng 184 tác phẩm so với năm ngoái. Các tác phẩm phản ánh sinh động kịp thời những sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng của Đảng như việc ra mắt các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng chống căn bệnh sợ trách nhiệm, cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm. Sau hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo, hội đồng trung khảo đã lựa chọn được 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải khuyến khích. Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 2 sắp tới. Với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện nhiệm vụ, Chính phủ xác định chủ đề năm 2024 là kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững với tinh thần năm quyết tâm. Trong đó, quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thật, được đánh giá là nội dung quan trọng, thể hiện tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, đồng thời giải quyết đúng và trúng điểm tồn tại hạn chế hiện nay. Đó là vấn đề sợ trách nhiệm dẫn đến không dám làm của một bộ phận cán bộ. Ngoài ra, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát các kết luận nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 để chủ động thực hiện hiệu quả. Bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội, đảm bảo ổn định chính trị xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, thực chất hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển nhanh bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong các dân tộc thiểu số ở nước ta có một lớp người giữ vai trò dẫn dắt cộng đồng trên cơ sở sự tín nhiệm, tin tưởng và tôn vinh của cộng đồng. Họ là lực lượng quần chúng đặc biệt, đóng vai trò cầu nối, đưa chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời giúp Đảng, Nhà nước nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào. Vì thế, trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, theo đúng tinh thần nghị quyết số 23 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Bất cứ khi nào có thời gian là ông Giàng Xeo Vàng, người có uy tín bản Khẩm Hai, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, lại đến nhà bà con trong bản để trò chuyện, kết hợp với đó là nắm bắt tình hình các hộ gia đình. Bản Khẩm Hai có 93 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Trong cuộc sống hàng ngày, bà con không tránh khỏi những xích mích mâu thuẫn nhỏ. Và ông Giàng Xeo Vàng luôn là người đứng ra hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn đó một cách hợp tình hợp lý. Sự việc cũng do gia đình nhà hàng xóm cố tình tranh chấp đất đai, nhưng được cán bộ và ông Giàng Xeo Vàng đến giải thích, gia đình cũng nhất trí, không xích mích nữa và giao lại phần đất của gia đình, tránh tranh chấp về sau này. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 3.900 người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đó là những người được bà con thôn bản bình chọn, suy tôn, gắn bó mật thiết với nhân dân. Với vai trò tiên phong gương mẫu, người có uy tín thực sự là cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số noi theo, làm theo, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái,
góp phần quan trọng trong việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi cũng là người có uy tín của bản thì tôi cũng thực hiện đúng trách nhiệm của mình là tuyên truyền cho bà con nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rồi thực hiện các cái phong trào của địa phương theo cái mục tiêu và phương hướng của Đảng các cấp đề ra, mà nhất là cái công tác xóa đói giảm nghèo, rồi xây dựng thì là hạ tầng cơ sở của bản. Cầm tay chỉ việc và định rõ là cái cách làm, là chủ trương là cái hỗ trợ của xã như thế nào, rồi gia đình trách nhiệm làm sao, thì cái quyền nghĩa vụ công dân của mình và trên cơ sở kiên trì vận động. Người có uy tín cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Họ sẵn sàng có mặt ở bất cứ đâu khi làng bản có mâu thuẫn, vướng mắc cần hòa giải, những công việc chung cần giải quyết, đồng thời phát hiện và báo cáo kịp thời cho lực lượng an ninh những hành vi vi phạm pháp luật, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái của các lực lượng thù địch. Họ là những người tiên phong thực hiện và vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tự quản đường biên mốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới. Cùng với bản, ban quản lý bản cũng đang tiếp tục để tuyên truyền làm thế nào để chúng ta thực hiện tốt nhất là giữ được cái nét đẹp văn hóa của dân tộc, nhưng mà cũng phải bỏ được một số cái lạc hậu không phù hợp đấy, phải xóa dần một số cái. Mà nếu như mà lại ta mà không làm được cái này ấy, thì dù sau này các cháu mà không ấy thì cũng sẽ lo, còn xã hội thì không bao giờ chờ mình được, cái tiến bộ của xã hội nó không bao giờ chờ mình được, thì cũng mình cũng phải làm theo thôi. Hiện nay xu thế toàn cầu hóa, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và thông tin đem lại nhiều cơ hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng trong hoạt động giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức tác động chi phối ảnh hưởng từ bên ngoài đến tư tưởng, tình cảm, tâm lý của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, người có uy tín nói riêng. Các thế lực thù địch đang tìm mọi thủ đoạn để lợi dụng vấn đề dân tộc nhằm can thiệp, thực hiện âm mưu chia rẽ dân tộc, phá vỡ sự ổn định chính trị, xã hội và khối đại đoàn kết dân tộc. Người có uy tín cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch tập trung tác động, móc nối, lôi kéo, hòng chống phá cách mạng. Do vậy, việc chăm lo xây dựng và phát huy vai trò ảnh hưởng của đội ngũ người có uy tín là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Để tiếp tục phát huy vị trí vai trò của những người có uy tín, trưởng dòng họ, trưởng bản và những nhân sĩ trí thức trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì với trách nhiệm là cơ quan thường trực của chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành cấp tỉnh cũng như cấp ủy chính quyền địa phương để quan tâm chăm lo đến người có uy tín, trưởng bản dòng họ và nhân sĩ trí thức cũng như các đội ngũ doanh nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và quan tâm đến việc định hướng cho những người có uy tín, trưởng dòng họ có uy tín để truyền đạt những các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đến đồng bào. Để phát huy vai trò của lực lượng quân chúng đặc biệt này, thời gian tới, cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, xây dựng đội ngũ người có uy tín, thực sự là những người tiêu biểu gương mẫu, là điểm tựa, gắn kết giữa các dân tộc, là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Đề, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt. Chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.